bánh lẻ là sang tuần nhá. Không á. Còn là một set như này 4 cái, 4 bánh. Ok. Ngon lắm. Thế luôn. Làm quà đi biếu khách hàng. À, ok, để cho chú Linh đồ lời cho chú Linh nhá. Lời tối này là lời muốn quay lại về nhà. Lời bảo là mẹ nhỏ lời rất là nhiều đúng không? Dạ. Mời bao cho chú Linh đấy. Mẹ nhớ lời á? Đấy, chú lời mời bao đúng không? Nơi đây. Tới đây. Linh đưa nha. Tối nay 12 giờ đúng 12 giờ nhá, đúng 12 giờ là ghim giỏ hàng nhá, một set nhá mọi người ơi. Chú Linh đó ơi, giúp lôi bầu chú Linh chú làm quà nhá mọi người ơi, làm quà, set này thì làm quà thôi, còn ăn thì ăn đấy thì mọi người mua cái này này, mua loại 1 này này. Nhưng mà loại 1 này thì sẽ là loại 1 này ấy thì đầu tuần đợi lúc nào shop Quang Linh Food mở lại đã. Hiện tại đang bị khóa số, chưa có chưa mở lại được, đấy là chưa bán được. Đây set này, set hộp như này thì mọi người đi làm quà cáp cho công ty này đấy, gia đình này, họ hàng này, rất là đẹp. Thiết kế hộp cứng cáp. Còn đúng 1 phút nữa lên 1000 set nha, lúc nãy lên 500 set mà chưa được 30 giây là hết rồi. Đấy. Hết rồi cái gì, đã qua giờ đâu. Chưa qua giờ. 1 phút nữa. Có 30 giây nữa thôi. Có giỏ hàng rồi á. Đâu giờ bắt đầu phải lên đấy. 1000 set nha, 1000 set. Thế là chú Linh đòi giúp lôi nha. 1000 set nha. Cho bảo chú Linh lôi bảo lên. Hôm nay là tới này là lôi muốn quay lại thì. Rồi, lên. Ông vừa mới kêu cho lôi à. Lên. Cái này lôi bảo mà. Lên 1000 set đi. Thật mà. 1000 set, ghim đi được anh ơi, ghim đi. Rồi. Ghim đi được anh ơi. 1000 bánh, 1000 cái bánh. Chào, bye bye mọi người nha. Bye bye nha. À, bye bye ạ. Bye bye về nha. Để chú Linh đợi chờ nhá. Bye bye ạ. Đi nha. Đợi từ tí. Đợi xem mà chưa được. Ôi chưa được, chưa được. Chưa được chứ không phải là hết rồi. Chưa được. Bye bye anh. Ai bye bye. Không. Giờ mới lên mọi người này. Lên được. Giờ mới lên này. Đúng rồi. Giờ mới lên này. Lên rồi đấy. Đấy lên rồi. 1000 số. Không phải bánh đơn nhá. Bánh xếp một hộp 4 cái. Bánh xếp lên 1000 cái hộp này như này nha mọi người. Hết đâu mà hết. Giờ mới lên mà. Giờ mới lên. Đây. Bánh xếp. Còn 1000 suất. Giờ mới lên mà. Ok chưa, lên chưa được anh ơi? Lên được chưa? Đấy. Lên được chưa? Còn 1000 cái. Sao nửa được miếng đấy? Đâu? Hả? Hả? Đấy. Xin lỗi chú Linh à. À. Chán thằng này. Thoát rồi. Thằng này chán này. Thế thôi. Đấy. Các bạn ơi. Gì? Không cần phải lau. Không cần phải lau. Không cần phải lau. Hả? Sao lại nhổ nước miếng lên chân chú Linh như này? Thôi. Thế mất rồi. Hả? Xin lỗi chú Linh à. Bao nhiêu đi? Sao lại nhổ nước miếng lại đây? Thôi, mời nghe nghe chưa? Ừ. Thế chẳng thật. Chẳng này. Rồi chít chít. Lượt truy cập quá nhiều nên là chưa lên được nha mọi người ơi. Chưa lên, không phải là lên rồi đâu. Toàn kìa. Chưa lên đâu. Toàn kìa, đấy. Hết rồi. Thua luôn đấy, nhổ nước miếng ở đây luôn đấy. Nhổ ở đây luôn ạ. Thế mới được rồi, thì quay lại tiếp. Tại sao lại nhổ nước miếng đây, hỏi Lôi thôi. Tại sao, Lôi cứ nghĩ là nhà Lôi à? Hả? Nào. Ở trong nhà không được nhổ nước miếng. Nhổ như thế là hỏng. Không được. Nhà sắc chê như thế này là mất lịch sử. Được rồi. Ra ngoài mà nhổ chứ. Lôi có thấy chú Linh đồ nhờ nước miếng như Lôi không? Có thấy không? Không. Đấy. Tại sao chú Linh đồ không làm như thế? Hết cứu rồi. Mới tha tội cho rồi. Giờ này bị tiếp. Ừ. Thế bây giờ như nào? Đã chắc tỉnh về chưa? Nhổ nước miếng đây cứ cái không phải.
Có phải không? Có phải lôi nhiều không? Hay chú Linh đồ nhiều? Lôi. Nói to. Lôi à? Sao lại nhổ đấy? Nhổ ở chân chú Linh luôn. Hết thuốc chưa? Hết thật rồi. Nãy giờ bao nhiêu công sức. Nhảy đi cho nhiều. Giờ hết rồi, hết thật rồi. Nhảy từ đầu đến cuối để tục chuộc lối. Bây giờ vừa chuẩn bị tắt like rồi lại nhổ một nước miếng ở đây. Toàn thật thích. Thế bây giờ Lôi tính như nào? Lôi tính như nào? Lôi tính như nào? Lôi tính như nào? Linh lối không lấy được mọi người ơi, không lên được rồi. Thế nãy giờ người ta hát cả tiếng rồi, không lên được 1000 bánh. Chờ 2 phút tạo link khác nha. Vẫn đang còn bánh nhưng mà phải 2 phút nữa để tạo cái link khác. Link này đang bị lỗi. Mọi người truy cập quá nhiều vào để đặt bánh. Đành ra là bị lỗi link. Thì chờ 2 phút, chờ thêm 2 phút nữa đi. Chờ thêm 2 phút nữa, lên 1000 bánh. 1000 set nha, lên 1000 set. Rồi. Ngày 27 thì hàng live mọi người nhá. Ngày 27 10 giờ sáng là chỉ hàng live. Về vườn luôn đi chứ bây giờ ấy làm sao được. Đúng không? Có. Vừa mới tha tuổi xong rồi lại nhổ nước miếng ra đây. Thế mình lấy cái này lau đấy chứ. Cúi xuống lau đi. Cúi xuống lau đi. Bên. Đấy. Lên rồi mọi người. Lên rồi. Rồi. Lên rồi, có rồi, 1000 bánh rồi. 1000 bánh xin nha mọi người. Đấy. 4 3 2 1 Game. Hết rồi. Đấy, mới có lên 1000 chết, 1000 suất nha mọi người. Hết các mua bánh. Được rồi đấy. Hết okay. Rồi. 12 giờ. Hết rồi á? À? Không kịp á? À? Hết rồi á? À? Hết chưa được anh ơi? Hết chưa em ơi? Hết rồi. Ôi những ai không săn được thì mọi người thông cảm nha. Chắc là không săn được hết. Thằng này có tha nó không mọi người? Lại có tha nó nữa không? Có tha nó nữa không? Giờ bánh cái gì? Vứt hết đi. Vứt hết đi. Bánh vứt hết đi. Có tha nữa không? Không á? Không, đúng rồi. Thôi, xin lỗi Lôi nha. Thôi, tối rồi, cho ở lại. Ngày mai về, nha. Không khóc. Đợi ông mày khóc. Khóc à? Không à. Hả? Không à. Nói không? Không à. Đợi ông mấy cái này khóc làm gì? Khóc cái này không được. Thôi. Bây giờ thôi tối rồi. Để lại cháu ăn cơm. Ngày hôm nay cháu cũng live stream bán hàng nhảy cũng hết cớ rồi. Đấy. Tất nhiên là không tha rồi. Ngày mai là kiểu gì cũng xách cổ về nhà. Bây giờ là tối rồi. Tối rồi. 6 giờ tối rồi. Về nhà giờ cũng không có gì ăn nữa đâu. Bố mẹ ăn hết rồi. Đấy, tối rồi. Ăn rồi, ăn hết cơm ăn rồi. Ăn hết rồi. Bột ngô rồi. Thôi rồi đấy. Ngày mai về, thấy chưa? Ừ. Tối nay ở đây, ngày mai về, thấy chưa? Ừ. Nói to. Dạ. Thế ngày mai về nhá là ở lại ở nhà là 3 ngày. Ba ngày mới cho. Hay là cho thêm 1 ngày nữa để đủ 4 ngày. À, cho thêm 1 ngày nữa là 4 ngày á? À, Linh đồ. Đó, 4 ngày luôn. 4 ngày. 4 ngày luôn, cho mất tích luôn. Đấy. Vẫn bị phạt, chỉ có tối nay là ở lại đây thôi, cho tối thôi. Tối nay ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Hôm nay ông cháu đúng thật là nhảy à? Khoác vai á? Đâu. Khoác vai đâu à? Không à. À, khoác vai một cái quay ra ôm ngay. Chú đây không dễ dãi đâu nha. Không dễ dãi đâu, à khoác tay như người lớn đấy nhờ. Rồi, hôm nay cho ở lại, ngày mai tiếp tục phạt. Thì hôm nay là ông lại là ăn có chú là chú vui rồi, chú mừng rồi. Đấy, đỉnh tắt like rồi. Lại cho một bán nước miếng ở đây. Đùa. Thế ông lại tối nay là có cái gì
các chú là nào muốn chứ đã nói ăn luôn nhá, không được cần ăn luôn ấy mà không cần nữa. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá, và anh em mình xin phép tắt like xuống like nhá, chào các bạn.